Xin chào mọi người đến với kênh channel của mình. Thì anh cho biết mình là một seller bán hàng thiết tay. Facebook của mình là Facebook bà hài gái. Còn không thì các bạn vào cái page của mình là page Super Gas. Page trước đó của mình nó bị Facebook report, thì nói chung là nói về chắc những cái thương hiệu á. Thật đa số thì mình post những cái thương hiệu của hãng lên đó mọi người. Thì giống như là nó bị vi phạm cái bản quyền ý mọi người à. Thành ra là mình bị mất cái page đó và mình có tạo một cái page mới, thì các bạn cứ search chữ Super Gas thôi là nó sẽ ra ha. Thì nếu mà các bạn tìm không ra cái Facebook và cái page thì các bạn gọi vào số điện thoại của mình là 0988968897. Mình có dùng Zalo, mình có dùng iMessage. Các bạn muốn mua những mặt hàng nào order thì các bạn cứ gửi hình cho mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn luôn. Quay lại video thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái túi đến từ thương hiệu Louis Vuitton. Rồi bây giờ mình sẽ vào video để review chi tiết của cái túi này luôn nha. Và đây thì trên tay mình là một cái hộp màu vàng vàng cam cam mà quen thuộc của Louis Vuitton mọi người ha. Thì nói chung là mình thấy cái bóc của LV lúc nào nó cũng sẽ to hoặc là to cỡ này không mọi người nè. Có nhiều khi nó cũng có nhỏ nữa. Nhưng mà đây là một cái túi nói chung là cũng size rất là nhỏ luôn, mà mình không biết sao mà cái hộp nó to vậy nè. Thì trong cái lúc vận chuyển á mọi người, cái hộp nó cứ bị rách bên trong một xíu. Thì nói chung cái này mình thấy là cũng không quan trọng lắm. Nhưng mà có nhiều người thì thật sự là mình không biết làm sao. Nhưng mà có nhiều người thì rất là quan trọng về cái vấn đề là bóc nè, hoặc là cái shopping bag, hoặc là những cái bill này nó ABCD. Thì cái đó thì nói chung là cũng đúng, nhưng mà với điều kiện như vậy ta. Nhưng mà khi mà các bạn mua thì các bạn cứ hỏi kỹ seller, nếu mà có thì họ sẽ trả cho mình. Cái đó thì nó không quan trọng cho những cái một vài cái túi khác hoặc là một cái phụ kiện khác thôi. Ví dụ như là nước hoa này, hay là gì đó, không cần bill đâu mọi người. Còn túi thì chắc chắn là phải có bill nha mọi người. Còn nếu mà off bill thì giá sẽ tốt hơn, tùy theo người thôi. Rồi, thì ở bên trong mọi người thấy không? Một cái túi nhỏ xíu thôi nhưng mà nó lại có một cái hộp rất là to. Và ở bên trong mọi người thấy không? Nó bị kiểu như bị rách một xíu. Tại do cái quá trình vận chuyển mọi người, nhiều người người ta ẩu quá. Như mình thì mình sẽ nâng bill, nhưng mà có nhiều người ta ẩu lắm mọi người. Và đây, đây là cái bill của nó mọi người nè. Bill thì có nhiều cái là bill sẽ là bill gift hoặc là bill của Louis Vuitton nè. Hoặc là cái bill thì nhiều khi nó sẽ nằm trong một cái bọc, một cái gì đó, nói chung mà bài bản lắm. Cũng tùy theo trường hợp. Còn nếu mà các bạn có bill là được rồi mọi người ha. Cứ không cần phải là đòi hỏi quá nhiều để mà làm khó cái người mà seller. Rồi, thì ở bên trong sẽ có một cái shopping bag của một cái túi thôi. Mình cầm thì phải, chắc mọi người cũng biết trong này là cái túi gì rồi mọi người ha. À đây, thì ở bên trong là một cái Nike Nano mọi người ha. Thì cái em Nike này nó có hai phiên bản, đó là Nano và phiên bản Mini. Mini thì nó sẽ to hơn một xíu, còn cái Nano thì nó nhỏ mọi người nè. Cái Nano này mình nghĩ là chỉ đựng được iPhone 13 Pro thôi mọi người ơi. Còn nếu mà các bạn muốn đựng 13 Pro Max thì không nên mua, các bạn mua cái size Mini nha. Thì cái em này nói chung là thật sự là trước khi mà mình mà bán, mình cũng hay tư vấn cho khách là cái em này rất là nhỏ. Nhưng mà khách người ta biết được cái em này rồi thì không sao. Nhưng mà có nhiều bạn mà không có rành đó mọi người, mà không hỏi á, thì nhiều khi mua về nó nhỏ quá không được gì hết, thì sẽ mà bán lại rất là khó. Hàng bên mình á, thì kiểu như là khi mà các bạn đặt rồi á, thì các bạn chắc chắn cho mình là được rồi. Chứ ví dụ như các bạn thích, các bạn đặt mà xong khi mình đem về các bạn lại không ưng á, thì mình là người ôm thì không có được. Thành ra là mình hay kêu mà mọi người cọc á mọi người, để mà nó chắc chắn cái món hàng của mình ha. Thì với mình thấy là khi mà cái em Nano này á, thật sự khi mà cầm ở ngoài nó rất là đẹp, rất là dễ thương luôn mọi người. Thì cái này nếu mà các bạn có thể mix thêm một cái dây á mọi người, các bạn móc vào đây nè, các bạn đeo cũng rất là xinh nha. Đeo rất là xinh luôn, hoặc là các bạn có thể là xách. Sách thì nói chung là mình sách tùy theo các bạn thôi. Nói chung là cái em này mình cảm thấy là các bạn xài theo mỗi cái cá nhân riêng của mọi người ha. Thì cái em này mọi người nè, ở mặt trước là nó sẽ là cái khóa, hai cái khóa này để chúng ta mở cái miệng ra. Thì cái này ấy, mọi người, nó sẽ làm kiểu giống như là cái khóa của thằng LV nè. Thì lúc nào mình cũng thấy là cái này là nó nhiều bạn luôn, nhiều bạn đăng lên trên những cái hội group á, hỏi về cái vấn đề mà tại sao nó lại xước vậy. Thì cái này nó là cái style của thằng LV nó làm như vậy mọi người ha. Chứ không phải là nó bị lỗi gì hết trơn á. Có nhiều người thì lại, ủa sao mà mới mà sao nó không bóng lên, nó lại nhám nhá như vậy. Thì mỗi phiên bản nó mỗi khác nhau mọi người ha. Mỗi cái thời điểm nó khác nhau, nó sẽ làm khác cái túi nữa. Nhiều khi thì cái năm khác thì nó sẽ có thêm một cái tag bằng code. Còn hay là nhiều khi bây giờ nó sẽ làm thêm một cái kiểu như là dạng chip NFC. Thì khi điện thoại bây giờ thì ai cũng có điện thoại NFC hết á. Các bạn có thể quét cái mã đó ở trên đây ha. Rồi đây, thì mặt trước của nó là monogram mọi người nè, của LV đó. Còn ở trên đây là một cái Y có chữ Louis Vuitton mà được thêu chỉ rất là đẹp mọi người ha. Cái em là cái Y sách mọi người nè, đó. Thì cái này thì giống như những cái Y sách của Louis Vuitton nó làm cho những cái mẫu khác thôi mọi người ha. Ở dưới thì nó sẽ có một cái viền mọi người nè, đó. Một cái viền nè, đây là họa tiết monogram. Và ở trên đây nó cũng có một cái viền luôn, rất là xinh. Đó, bây giờ mình sẽ mở bên trong cho các bạn xem ha.
Và đây thì ở bên trong mọi người này, ở bên trong ở trên đây thì nó sẽ có một cái tag, nó có cái chữ Louis Vuitton ở đây, và nó sẽ có thêm một cái mã số của nó này, mà các bạn có thể search trên website của Louis Vuitton, các bạn search M44936 thì nó sẽ ra cái mã túi này ha mọi người ha. Và đây, đây là nó có một cái thêm một cái miếng gì đó của Louis Vuitton. Thì ở bên trong này là bằng da hết mọi người ha. Đây mọi người có mà biết nè. Đó. Thì nói chung là mình sẽ làm cái video này nó sẽ chậm hơn nhiều bản khác. Thì nhưng mà mình chỉ làm cái video này ở đây cho các bạn biết được á, là cái túi này á chúng ta có nên mua hay không. Tại vì mình thấy nó rất là nhỏ nha. Nhỏ lắm luôn á, nếu mà bạn nào mà xài iPhone 6 hay là những cái điện thoại mà 13 mini đâu á. Thì đây mình đang có một cái iPhone 8 Plus nè các bạn nè. Thì cái iPhone 8 Plus các bạn để mọi người thấy không? Để như vậy thôi là mọi người đã thấy là không vừa rồi. Mà iPhone 13 Pro Max nó còn to hơn cái em này một xíu nữa. Thành ra các bạn để cái này không vừa, dù các bạn có để xéo cũng không vừa mọi người ha. Chỉ để được iPhone 13 Pro nè, 12 Pro hay là những cái phiên bản Pro hoặc là 11 thường thôi, hoặc là mini. Đó, các bạn để thêm được son, phấn, nói chung là để thêm một cái holder card cũng được luôn. Nói chung là cũng được mọi người, chứ không đến mức độ mà nó quá. Nhưng mà các bạn nào mà thích nhỏ gọn thì các bạn sẽ thích mua em này. Thích nhỏ gọn thì các bạn nên xài điện thoại nhỏ gọn luôn. Còn xài điện thoại to quá thì các bạn không nên mua ha. Với cái mức giá 20 mấy triệu thì mình thấy nói chung là Louis Vuitton mà. Cái này mua là mua của thương hiệu. Chứ còn cái túi này là cầm mọi người thấy không? Nó rất là nhẹ luôn, mà cảm giác như là nó có chỉ có một cái miếng da thôi. Và nó đến cả 20 mấy triệu. Thì các bạn cảm thấy nó như thế nào? Những cái người mà người ta đam mê đồ hiệu thì người ta thấy bình thường. Còn những cái người mà người ta thấy kiểu như là chưa bao giờ mua đồ hiệu, mọi người người ta thấy rất là phí. Giống như là mẹ của mình. Mẹ của mình mà biết cái túi này 20 mấy triệu thôi, chắc mẹ mình lấy đốt luôn và chẻ làm hai luôn mọi người. Thì mình có em Nano và mình có em Mini sẵn. Nếu các bạn thích thì các bạn cứ inbox cho mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn luôn. Rồi, thì nếu mà mọi người thích cái video này, mọi người thích cái túi này, mọi người nhớ cho mình một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình, cũng như thông báo cái bên để nhận những video mới nhất của mình luôn, hoặc là các bạn cho mình một team ở TikTok. Rồi, cảm ơn, bye bye, chào tạm biệt mọi người.